Minh Đường Tử Vi xin kính chào các cô chú. Chúc các cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử Vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 6 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Ất Tỵ là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không ai có khả năng tư duy nhanh nhạy như họ, có tài nhìn xa trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng. Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Tỵ mệnh Hỏa đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ xa xỉ, quyền lực. Họ chăm chỉ làm việc cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người nể phục kính trọng. Hơn thế nữa khi giải quyết một vấn đề, họ sẽ không bao giờ nóng nảy, tùy tiện bởi tuổi ất tỵ hiểu rõ sự vội vàng sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Không ai có thể suy luận sắc bén, chính xác bằng tuổi ất tỵ vì thế họ trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong mọi công việc. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi ất tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tử vi các con giáp tháng 6 năm 2021 cho rằng trong tháng này các gia chủ tuổi Ất Tỵ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tử vi tháng 6 năm 2021 thấy rằng, tuổi ất tỵ có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe cho các bác. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, các bác sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tháng này là chuỗi ngày dài đằng đẵng với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần xa sút bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn, bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, nếu không chú ý có thể dễ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi ất tỵ cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này những người tuổi Ất tỵ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dụng thể thao, tránh quá xa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tháng này, người tuổi Ất Tỵ rất bận rộn, đến mức các bác hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề khác. Các dự án lớn, phức tạp sẽ lần lượt chờ các bác giải quyết. Các bác là người cuồng công việc nên thời điểm này là cơ hội để các bác chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết các bác vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những bối rối và bất lực. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm rất nhiều, các bác phải tăng ca làm liên tục nhưng các bác cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình các bác biết lượng sức mình biết bản thân đang ở đâu có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn tuy nhiên đôi khi những gia chủ tuổi ất tỵ lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình các bác chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động chớ nên tham công tiếc việc quá mức bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao Tháng này tài lộc chưa thực sự như ý nhưng các bác lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài. Cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Ngoài ra để kích vượng vận tài lộc thì các bác hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh các bác. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho các bác đồng thời khi mang pháp khí bên mình các bác sẽ luôn được quý nhân che chở giúp đỡ phát triển sự nghiệp việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới thứ ba về mặt tình cảm gia đạo tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình các bác không được tốt bị ảnh hưởng bởi công việc nên các bác trở nên vô cùng nóng nảy mất bình tĩnh chuyển áp lực công việc của mình cho người thân vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục khiến hòa khí trong gia đình bất ổn các bác tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người bạn đời để hiểu nhau hơn các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn các bác giỏi giao tiếp việc mở rộng mối quan hệ là cơ hội tốt để bạn phát triển công việc sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ các bác rất nhiều hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng đặc biệt thầy gia cát khuyên các bác tuổi ất tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe bình an và trường thọ cho các bác thứ tư về mặt sức khỏe trong tháng 6 âm lịch sức khỏe người tuổi ất tỵ khá ổn định người tuổi ất tỵ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình những gia chủ tuổi ất tỵ không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân các bác nên sống khoa học hơn quy củ hơn cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp các bác không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh thoải mái các bác tuổi ất tỵ sinh năm 1965 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác ất tỵ sinh năm 1965. 3. Ngày Cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi ất tỵ tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất Kiệt sửu. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày.

đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi ất tỵ trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi ất tỵ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc Thứ nhất là ngày âm lịch 2 tháng 6 năm 2021 tức ngày 11 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh thân, có nạp âm là thạch lựu mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 6 năm 2021 tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm thân, có nạp âm là kiếm phong kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 6 năm 2021, tức ngày 4 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là giáp thân, có nạp âm là tiền trung thủy. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.